Con quên là chị hai con đang nắm giữ 10% cổ phần sao? Không loại trừ khả năng á, thằng Cường nó thuyết phục chị hai con để nó chiếm đoạt 10% cổ phần đó. Con nghĩ nhà mình nên tìm cách đưa chị hai về để mà chăm sóc. Giấy đăng ký kết hôn em ký vô đi. Bây giờ bà với thằng Quang đừng có làm quá bức dây động rừng, mình cố gắng chịu đựng đi. Thấy ai tốt với cô như tôi rồi, có 10% cổ phần. Thằng em trai của cô á, nó sẽ không lên mặt với tôi, và cả cái công ty Minh Quang này nó sẽ tôn sùng tôi, và cuối cùng là công ty Minh Quang này sẽ là của tôi. Chị Quỳnh biết bao kỷ niệm vẫn gói trong bánh mì.